Chào mừng bạn đến với series thực hành 5 phút thiền mỗi ngày trên kênh Sách Tri Thức. Trong nhịp sống bận rộn và hối hả, Sách Tri Thức hiểu rằng việc tìm kiếm những khoảnh khắc yên bình và thư giãn có thể rất khó khăn. Đó là lý do tại sao Sách Tri Thức tạo ra những bài thực hành này nhằm mang đến cho bạn những phút giây tĩnh lặng và sự kết nối sâu sắc với chính mình chỉ với 5 phút thiền mỗi ngày. Nào, chúng ta bắt đầu thôi! Bắt đầu buổi thiền này bằng cách ngồi thẳng lưng, tạo một tư thế thoải mái và vững chắc. Hãy để đôi vai bạn nhẹ nhàng, thả lỏng và lùi về phía sau một chút. Mở rộng trái tim đẹp đẽ trong lồng ngực của bạn. Nhắm mắt lại nhẹ nhàng. Bạn bắt đầu mời ý thức của mình đi vào trải nghiệm nội tâm. Tập trung vào hơi thở và cơ thể của bạn. Hít vào thật sâu và cảm nhận không khí tươi mới đi vào cơ thể, mang theo sự bình yên và sự sống. Thở ra thật chậm rãi, lo âu dần dần tan biến. Mỗi hơi thở đều mang lại cho bạn cảm giác phong phú, thỏa mãn và đáng quý ngay trong khoảnh khắc này. Khi bạn thở ra lần tiếp theo, hãy hình dung năng lượng bên trong bạn đang kết nối từ gốc cột sống và lan tỏa ra khắp hành tinh. Cảm nhận sự gắn kết sâu sắc với trái đất, với mỗi sinh vật và với toàn bộ vũ trụ. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy hít vào năng lượng từ vũ trụ vào đỉnh đầu của bạn. Cảm nhận luồng năng lượng tinh khiết và mạnh mẽ này di chuyển qua cơ thể, nuôi dưỡng từng tế bào, từng cơ quan. Thở ra và cảm nhận năng lượng này bao quanh toàn bộ vũ trụ, tạo ra một vòng tuần hoàn hài hòa và liên kết với tất cả mọi thứ. Bạn có thể thay đổi hướng hít vào và thở ra năng lượng này 2 hoặc 3 lần nữa nếu cảm thấy thích hợp. Hãy tin vào cơ thể và dòng chảy tự nhiên của chính bạn. Mỗi hơi thở là một cơ hội để bạn cảm nhận sự kết nối với tất cả mọi thứ xung quanh, với chính bạn và với vũ trụ bao la. Bây giờ hãy hình dung toàn bộ vũ trụ trở thành ánh sáng thuần khiết. Chỉ có ánh sáng tinh khiết mới có thể vào trải nghiệm của bạn và chỉ có ánh sáng mới có thể thoát ra. Cảm nhận bản thân bạn như một thực thể của ánh sáng, rạng rỡ và tràn đầy sức sống. Hãy mang theo cảm giác này vào khoảnh khắc hiện tại. Cảm nhận xương ngồi của bạn trên mặt đất
cân bằng và ổn định. Có thể bạn muốn nhẹ nhàng đung đưa cơ thể. Cảm nhận nó dần dần trở lại trạng thái tự nhiên, đầy tràn năng lượng rực rỡ và sự sống động. Khi bạn cảm thấy sẵn sàng, hãy từ từ mở mắt và quay trở lại với thế giới xung quanh. Cảm nhận sự kết nối sâu sắc với mọi thứ, mang theo sự bình yên và ánh sáng của buổi thiền này vào mỗi khoảnh khắc trong ngày. Cảm ơn bạn đã dành thời gian cho bản thân hôm nay. Chúc bạn ngày mới tuyệt vời.